Những khám phá khảo cổ bí ẩn mà khoa học không giải thích được, phần 2. Khối thập nhị diện La Mã. Được tìm thấy lần đầu vào thế kỷ thứ 19, cho đến nay đã có hơn 100 khối thập nhị diện của người La Mã xuất hiện tại Anh, Bỉ, Đức, Pháp, Hà Lan, Áo, Thụy Sĩ và cả Hungary. Khối thập nhị diện La Mã có hình đa diện rỗng, được tạo thành từ 12 mặt phẳng ngũ giác có lỗ ở giữa. Ở mỗi đỉnh của hình ngũ giác được trang trí bằng những viên tròn nhỏ. Vật liệu chế tác nên khối đa diện thường là đồng hoặc đá với vẻ ngoài cực kỳ tinh xảo. Ước tính, chúng có niên đại từ khoảng thế kỷ 2 đến 3 sau công nguyên. Các nhà khoa học vẫn thắc mắc là làm sao người La Mã chế được khối 12 mặt đều nhau như vậy. Nếu đúc lên khối thì trình độ thật khó tin. Tạc từ đá cũng cần công cụ đo đạc chính xác rất cao. Dù đã hơn 200 năm trôi qua, song không ít các chuyên gia người La Mã, các nhà sử học hay những người đam mê tạo tác cổ đại vẫn tìm kiếm đáp án cho câu hỏi. Mục đích thực sự của những khối thập nhị diện này là gì? Mê cung bí ẩn. Nằm trên hòn đảo Ponsoi Jezerskai thuộc quần đảo Slovatsky ở vịnh Oniga của Nga, có 13 đến 14 mê cung bí ẩn được sắp đặt theo hình xoắn ốc cùng với 850 đống đá tảng và vô số bãi xếp đá kỳ lạ khác. Phải có một lý do nào đó mà người xưa đã sắp xếp những viên đá thành những hình dạng mê cung mang ý nghĩa đặc biệt. Nếu chúng ta theo các kinh sử của Trung Quốc thì đây là các mê hồn trận bằng đá được tạo nên từ loại đá tảng của hòn đảo, nằm xếp thành các vòng tròn xoắn ốc trên mặt đất, giống như đan bố trận để giữ hay phong ấn cái gì đó. Đan xen dọc theo vòng xoáy là những chồng đá to dần và giãn dần ra xa nhau, từ đoạn cuối của các vòng xoáy cũng mở rộng hơn so với đoạn đầu. Mỗi một mê cung đều khởi đầu bằng một viên đá to và kết thúc cũng là một viên đá to. Mỗi mê cung chỉ có một lối vào và cũng là lối ra duy nhất. Mê cung nhỏ nhất đạt kích cỡ đường kính khoảng 6m, còn cái lớn nhất thì rộng 25,4m. Theo các nhà khoa học thì người ta dự đoán rằng sắp xếp những viên đá này có thể được dùng để phục vụ một nghi thức bí ẩn nào đó hoặc là một mẫu đan lưới đánh cá của người cổ xưa. Viên đá bí ẩn từ sông Winnipesaukee. Vào năm 1872, các công nhân xây dựng trong khi đào một cái hố để chôn cột rào gần bờ hồ Winnipesaukee thuộc khu vực New England của Mỹ, đã phát hiện một cục đất sét bên trong chứa một hiện vật hình quả trứng nằm dưới mặt đất khoảng 1,8m. Ngoài thiết kế và tạo hình khác thường, hòn đá này còn được in dấu những nét chạm khắc kỳ lạ, từ các biểu tượng thiên văn cho đến một khuôn mặt người dọc theo các mặt bên trơn nhẵn của quả đá trứng. Trên một mặt bên của quả trứng có những biểu tượng trông giống các mũi tên ngược, mặt trăng cùng hai chấm tròn và một hình xoắn ốc. Mặt bên kia có chạm khắc một hình bắp ngô với 17 hạt ngô trong một hàng. Bên dưới bắp ngô là một vòng tròn với ba biểu tượng khác nhau bên trong, một trong số đó trông giống một cái chân nai cùng với một loài động vật có đôi tai to. Mặt bên thứ ba biểu lộ một cái lều có bốn cây cọc, một hình bầu dục và một khuôn mặt người. Khuôn mặt được khắc trũng xuống với phần mũi không trồi lên quá bề mặt quả trứng, kèm theo một đôi môi dường như mang đến cho khuôn mặt một nét biểu cảm có chủ đích. Nó được đặt tên là hòn đá bí ẩn, là một trong những di vật gợi ý tò mò và ít được biết đến. Trong hơn 100 năm qua, các nhà khảo cổ học chuyên nghiệp và nghiệp dư đã đưa ra nhiều phỏng đoán về nguồn gốc của hiện vật kỳ lạ này, nhưng vẫn chưa thể nào tìm ra câu trả lời xác đáng. Chiếc búa London. Vào năm 1934, ở cộng đồng London, hạt Kimball, bang Texas của Mỹ, người ta đã phát hiện ra một chiếc búa được bọc trong lớp đá có niên đại hơn 100 triệu năm tuổi. Chiếc búa đã được Hanbao đem đi phân tích tại phòng thí nghiệm Battelle ở thành phố Columbus, bang Ohio của Mỹ, và đây là phòng thí nghiệm từng phân tích các mẫu đá trên mặt trăng cho NASA. Kết quả phân tích cho thấy chiếc búa có một thành phần hợp kim hiếm gặp, 96,6% là sắt, 2,6% là clo, 0,74% lưu huỳnh và không có carbon. Glenn J. Cuban là một nhà nghiên cứu cổ sinh học đã bày tỏ nghi ngờ về chiếc búa. Lớp đá bao quanh chiếc búa có chứa các vật liệu có niên đại hơn 100 triệu năm, nhưng không có nghĩa nó được hình thành từ xa xưa đến vậy. Đá vôi có thể đã bị trộn lẫn với các vật liệu cổ xưa trước khi kết hạch xung quanh chiếc búa này. Tuy nhiên, Bauf đã phản biện rằng hóa thạch trong lớp đá bao quanh chiếc búa đã lưu lại những chi tiết sắc nét, chứng tỏ chúng chưa từng được gia công lại mà là một khối thống nhất từ trước. Điều này cho thấy các hóa thạch và chiếc búa xuất hiện trong cùng một thời kỳ, chứ không phải bị trộn lẫn với các chất liệu như tuyên bố của Cuban. Đến nay, chiếc búa vẫn là chủ đề gây tranh cãi trong giới khảo cổ học. Bản đồ Piri Reis. Piri Reis
là một bản đồ thế giới biên soạn vào năm 1513 từ tình báo quân sự của Hải quân Ottoman và nhà bản đồ học. Điểm bí ẩn là tấm bản đồ này đã thể hiện một số khu vực vốn chưa được con người khám phá tại thời điểm tấm bản đồ ra đời, như vùng biển Bắc Nam Cực. Bằng cách nào mà khi đó con người có thể vẽ lại chính xác bờ biển phía Bắc Nam Cực? Một giả thuyết được đặt ra cho rằng đây là kết quả từ việc thám hiểm toàn cầu của một nền văn minh cổ đại chưa từng được biết đến. Nhưng nhiều học giả đã đưa ra tranh luận của mình về tính chính xác của bản đồ. Đầu tiên, tấm bản đồ có tỷ lệ lớn và ít chi tiết. Người ta cho rằng hình vẽ vùng đất không đủ độ chính xác để đối chiếu với hình dạng địa lý ngày nay. Thứ hai, mọi điểm giống nhau mà người ta nghi ngờ là hình ảnh chụp băng vệ tinh về châu Nam Cực dưới lớp băng có thể không xác đáng. Thời kỳ châu Nam Cực chưa bị bao phủ băng tuyết, khó có thể biết được hoàn toàn, bởi lẽ mực nước biển lúc bấy giờ thấp hơn nhiều. Tấm bản đồ Piraeus hiện nay được cất giữ trong thư viện cung điện Topkapi ở Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ, nhưng hiếm khi được đem ra trưng bày trước công chúng.